Thưa quý vị và các bạn, con đường đi tới thành công thì luôn có nhiều chông gai và khó khăn. Và ngay cả khi người ta đã đứng trước vinh quang, nhưng nếu như không có bản lĩnh, không có định hướng tốt thì lại trở về con số 0. Trong câu chuyện buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay của chúng tôi, xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một nữ diễn viên đã từng trải qua những giai đoạn như thế. Đó chính là diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Với thành công đầu tay từ bộ phim Cánh đồng bất tận, Ninh Dương Lan Ngọc được coi là một trong những gương mặt ấn tượng của điện ảnh Việt. Thậm chí cô còn được ví là mỹ nhân phù hợp với hình tượng ngọc nữ trong làng điện ảnh sau Tăng Thành Hà. Ngay từ vai chính đầu tiên trong Cánh đồng bất tận, Ninh Dương Lan Ngọc thu về hàng loạt giải thưởng uy tín như Cánh diều vàng, Bông sen vàng. Thế nhưng cái bóng quá lớn từ vai diễn đầu tiên đã khiến Ninh Dương Lan Ngọc mắc chứng bệnh trầm cảm trong thời gian dài 2 năm. Ninh Dương Lan Ngọc chỉ thực sự tìm ra lối thoát cho bản thân khi cô được mời tham dự một bộ phim do Hàn Quốc sản xuất mang tên Chào Cô Thúy. Bước nhảy hoàn vũ năm 2014 chính là cú lột xác ngoạn mục của Ninh Dương Lan Ngọc khi cô giành giải quán quân của cuộc thi. Năm 2015, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong phim Vừa đi vừa khóc, Trúng số. Và năm 2016, Ninh Dương Lan Ngọc tấn công liên tục trên màn ảnh rộng, Tấm cám chuyện chưa kể, Găng tay đỏ, phim Trường Ma với một hình ảnh hoàn toàn mang màu sắc mới, chứ không phải đóng đinh với vai tiểu thư và ngoan hiền như trước đây. Khán giả chính là động lực lớn nhất đối với Lan Ngọc để cô thay đổi xóa bỏ hình ảnh gái quê, vốn gắn liền với cô từ ngày đầu lập nghiệp để tiếp cận với những vai diễn mới mẻ hơn. Xin được chào Linh Dương Lan Ngọc và cảm ơn bạn đã bớt chút thời gian để chia sẻ với khán giả của VTC. Em xin chào chị cũng như là chào đến tất cả các khán giả của VTC. Có thể nói Linh Dương Lan Ngọc ngày càng lột xác về cả mặt hình ảnh lẫn diễn xuất. Phải chăng là đằng sau của bạn có một ekip hậu thuẫn để cho bạn có thể phát triển trong công việc cũng như là sự nghiệp của mình? Vì đến bây giờ thì Ngọc đã tham gia showbiz được 6 năm rồi, nên thành ra là mình cũng hiểu được là cần phải có một ekip để hỗ trợ mình đi được một con đường dài như thế nào. Và ngày hôm nay, như mọi người đã thấy là Ngọc có cái hình hài như ngày hôm nay, cũng như là những cái hình ảnh sắp tới Ngọc gửi đến tất cả mọi người cũng rất là khác so với Ngọc trước đây. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho Ngọc. Từ khi bước chân vào showbiz cho đến giờ thì Linh Dương Lan Ngọc cảm thấy mình thay đổi điều gì là nhiều nhất? Thì chắc có lẽ là cái bên ngoài của mình là thay đổi nhiều nhất. Bởi vì hồi trước thì Ngọc ít khi nào mình chú trọng đến cái diện mạo bên ngoài lắm. Ăn mặc cũng xề xòa, đôi khi cũng không có make up nữa, đều phải tự make up hết. Thì ngày hôm nay thì mình đã biết chỉnh chu hơn để xuất hiện trước mặt mọi người. Tính cách thì thay đổi cũng nhiều, tại vì lúc trước thì Ngọc hơi nhút nhát là bởi vì mình chưa có quen biết ai trong nghề hết. Nên thành ra là mình rất là sợ mỗi khi mà xuất hiện trước event hay là xuất hiện trước đám đông thì mình không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay thì chắc có lẽ là tự tin hơn rất là nhiều và Ngọc có thể cởi mở hơn và biết cách cư xử trước ống kính cũng như là trước khán giả của mình như thế nào. Còn điều hối tiếc nhất của Linh Dương Ngọc là gì? Ngọc chỉ hối tiếc là cái khoảng thời gian ban đầu đó mình có một cái cơ hội rất là lớn để cho mình tiếp tục và bước đi được một con đường dài hơn. Nhưng mà Ngọc đã bỏ lỡ cái thời gian đó và mình phải dừng lại 2 năm để mà mình nhìn lại con đường lúc trước của mình đi có đúng hay không, và mình phải tìm kiếm cho mình một cái ekip để hỗ trợ cho mình, bởi vì trong cái nghề này mà mình đi một mình á chắc chắn không thể nào thành công được. Và đó chỉ là những cái điều hối tiếc nhỏ thôi, chứ còn đối với Ngọc khi mà đã tham gia trong nghề rồi thì tự nhiên mình cảm thấy mình được nhiều hơn là mất. 2 năm đấy bạn rút được kinh nghiệm của mình? Cái khoảng thời gian đó thì Ngọc không có tham gia phim ảnh cũng như là không tham gia bất cứ một hoạt động gì của showbiz hết. Mình chỉ ngồi ở nhà, mình coi lại những cái hình ảnh từ khi mà mình bắt đầu cho đến cái ngày hôm đó, mình đã làm được những gì và hình ảnh của mình như thế nào, tại sao nó lại đi theo cái chiều hướng mà không có tốt, rồi những cái tác phẩm của mình đã nhận cũng vậy nữa. Thì tự nhiên mình chợt nhận ra là hình như là mình hơi quá vội vã trong tất cả mọi thứ mà chưa biết được cái cách để mà định hình cái hình ảnh của mình như thế nào. Và đúng là khi mà không định hình được cái hình ảnh thì bắt buộc là mình sẽ đi theo một cái lối mòn, nó càng dần đà đi xuống. Và ngày hôm nay thì đã bắt đầu học được những điều đó, và Ngọc cũng đã chia sẻ những cái điều đó đến những bạn trẻ mà đang bắt đầu con đường nghệ thuật như Ngọc. Phim Tấm cám chuyện chưa kể là bộ phim mới nhất của Linh Dương Lan Ngọc với vai diễn có thể nói là khác nhất từ trước đến nay. Vậy là bạn phải chuẩn bị tâm lý khi đóng bộ phim này như thế nào? Những cái vai diễn này là vai diễn ác, nên mình sẽ phải suy nghĩ là mình phải diễn ác như thế nào là hết mức có thể để khán giả có thể cảm nhận được những cái phân đoạn mà mình biểu diễn. Bản thân Ngọc thì Ngọc phải tập diễn tới 3 tuần với chị Vân, nhưng quay thì chỉ có 10 ngày thôi. 10 ngày trong 2 tháng đó cứ phải
chờ đợi, cứ phải suy nghĩ là từng phân đoạn mình phải làm như thế nào đây. Rồi mỗi lần mà Ngọc ra diễn á, thì lúc này chưa có được, tại sao mình không có ác được, tại sao cái ác của mình mới diễn bên ngoài mặt thôi mà nó chưa có ở trong. Mà cái ở bên trong của diễn viên là cái quan trọng nhất, và Ngọc cứ phải nuôi từng ngày từng ngày từng ngày để mà đẩy được cái bên trong thực sự của mình ra. Sau bộ phim Tấm Cám thì còn một bộ phim nữa đang chờ đón khán giả, đó là Găng Tay Đỏ. Đây là một bộ phim mà Linh Dương Lan Ngọc cũng vào vai diễn khá là ấn tượng. Phải chăng sau khi hợp tác với cả chị Đỗ Thanh Vân thì bạn đã thay đổi hình ảnh muốn vào vai đả nữ trên màn ảnh? Mình cũng không tự tin cho lắm đâu, bởi vì mọi người chỉ tin tưởng là bởi vì Ngọc có khả năng múa được nè, có thể theo được. Thì nghĩ là Ngọc khi mà tập hành động thì sẽ không có khó, nhưng mà thật sự mà nói thì chỉ có một tháng để tập hành động thôi nó không đủ. Đến khi mà Ngọc hoàn tất bộ phim đó rồi thì nếu mà cho Ngọc đánh giá thì mức hành động của Ngọc nó chỉ nằm ở mức trung bình thôi, chứ chưa phải là quá tốt. Nhưng Ngọc tin chắc là nếu mà có được cái thời gian dài và đến bộ phim thứ hai thì Ngọc sẽ làm tốt nhất có thể luôn. Nhưng mà ít nhất là mình đã có cái cơ hội để mình thể hiện những cái điều mà chưa bao giờ mình suy nghĩ là mình có thể chạm tay tới. Không chỉ có bộ phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể hay là Găng Tay Đỏ, mà bạn còn đang xuất hiện trên truyền hình, đó là bộ phim Nguyệt Thực. Bộ phim này cũng nói về showbiz, về những mặt giả dối trong nghệ sĩ với nhau. Vậy Linh Dương Lan Ngọc đã bao giờ vướng vào việc đó chưa? Chắc là Ngọc may mắn hơn mọi người, Ngọc may mắn hơn cái nhân vật Mỹ Khanh ở trong phim là Ngọc không có bị bạn đồng nghiệp mình chơi xấu. Mình cũng may mắn hơn so với những cái nhân vật ở trong phim là cái cuộc cạnh tranh của họ quá khốc liệt. Nhưng mà đối với Ngọc á, showbiz đến bây giờ vẫn là một màu hồng rất là đẹp, bởi vì mỗi người có một con đường đi riêng cho bản thân mình, không riêng gì nghề diễn viên hoặc là trong giới showbiz đâu. Tất cả mọi ngành nghề đều có những cái cạnh tranh riêng của nó. Nhưng mà bởi vì showbiz thì được thể hiện trên mặt báo nhiều hơn nên mọi người có thể chú ý vào nó và có cái sức hào nhoáng mà mọi người lúc nào cũng phải thu hút. Nhưng mà Ngọc tin chắc là ở trong một cái thế giới nào cũng vậy, khi mà mình sống chân thành với nhau thì lúc nào cũng sẽ có những cái tình cảm chân thành đáp lại. Không, thì còn màu đen hả? Có thời gian mà bạn như bạn đã bắt đầu là 2 năm bạn không hoạt động, tôi nghĩ đó cũng không phải là thành công của bạn. Đó là cái cách mà con đường của mình đi, mình chưa có biết cách đi. Thì đối với Ngọc, đó là mình phải dừng lại, mình lựa chọn của mình, chứ không phải là do showbiz gây ảnh hưởng tới mình. Thật sự mà nói như vậy. Còn Ngọc chưa bao giờ bị bạn diễn chơi xấu, hoặc là chưa bao giờ mình phải bị những cái lời mời nào nó quá khiếm nhã. Đó là những cái điều mà mình may mắn, chắc có lẽ là mình may mắn là mình chưa bao giờ từng bị như vậy. Nên đối với Ngọc bây giờ là do con người mình sống thôi. Nếu mà mình gặp được những cái lời mời đó nhưng mình không muốn thực hiện thì chắc chắn không ai ép được mình. Cái đó thì hơi khó đó. Tại vì đến bây giờ thì mặc dù nó là mình sẽ đối diện với nó một cách thoải mái hơn, nhưng mà thật sự rất là khó. Bởi vì trăm người, cả trăm ý cứ lên, mỗi lần mình đọc những cái comment nhỏ, có người khen mình, có người chê mình, có người chửi mình. Nói chung là nó áp lực nhiều thứ lắm. Nhưng mà đa số là những người nghệ sĩ bây giờ người ta sẽ ít đọc comment lại, để mà dễ dàng sống hơn trong cái thế giới này. Khi một người đẹp càng ngày càng nổi tiếng và xinh đẹp thì ngoài có cái ekip hậu thuẫn đằng sau thì có nhiều ý kiến nói rằng là cũng có một sự hậu thuẫn đằng sau khác. Ngọc có đại gia đó, đó là đại gia đình của Ngọc. Nói chung là lúc nào mà mình cảm thấy mình khó khăn nhất, lúc nào mà mình cảm thấy là mình mệt mỏi nhất thì mình sẽ chạy về với lại ba mẹ của mình. Họ lúc nào cũng dành cho mình những cái điều tốt nhất và thoải mái nhất hết. Nên đối với Ngọc là chỉ cần có gia đình thôi là Ngọc sẽ làm được tất cả mọi thứ. Bạn nghĩ sao với cụm từ người đẹp và đại gia? Nghệ sĩ đại gia bây giờ nó rất là bình thường. Tại vì đối với những người đẹp, những người tài giỏi, những người thông minh thì họ có quyền lựa chọn những người đàn ông xứng tầm với họ. Nên từ đại gia đó bây giờ có thể dễ dàng đặt cho một người nào đó mà đi bên bản thân mình. Không nhất thiết là người đó phải là người quá giàu có, nhưng mà đối với mình, họ cho mình đầy đủ và họ cho mình luôn luôn sung túc trong cái sự hạnh phúc đó thì chắc chắn là đó là đại gia của bản thân rồi. Một lần nữa xin cảm ơn Linh Dương Lan Ngọc với những chia sẻ trong cuộc sống cũng như là trong công việc, và xin chúc cho bạn có được sự thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì rất là may mắn bởi vì mình có cơ hội được ngồi đây và chia sẻ cùng với tất cả quý vị khán giả về cuộc sống cũng như là những dự án tiếp theo của Ngọc, và hy vọng rằng trong những dự án sắp tới thì sẽ luôn luôn có sự đồng hành của tất cả quý vị.